sớm dừng cuộc chơi, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói sự thật về tuyển Việt Nam. Các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik để lại ấn tượng đẹp ở tinh thần thi đấu nỗ lực hết mình trên sân Batra của Iraq, nhưng bấy nhiêu là không đủ cho đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 như cách đây 4 năm. Tuyển Việt Nam đã thua 1-3 trong chuyến đến làm khách trên sân Iraq tại lượt trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo VFF, đây là kết quả không gây nhiều bất ngờ vì đội bạn được đánh giá cao hơn và minh chứng bằng sự vượt trội ở lịch sử đối đầu. Đáng chú ý, ngay trước khi trận đấu này diễn ra lúc 1 giờ sáng ngày 12 tháng 6 giờ Việt Nam, thầy trò Kim Sang-sik đã biết chắc mình bị loại. Do chủ nhà Indonesia đã thắng Philippines 2-0 và chính thức cùng đội nhất bảng F là tuyển Iraq dắt tay nhau đi tiếp. Thế nhưng, các tuyển thủ Việt Nam vẫn chơi hết mình ở sân Batra có sức chứa 65.000 khán giả. Chủ nhà Iraq sớm có bàn thắng vào lưới khách sau cú sút xa bất ngờ từ hơn 30m của Hussein Ali Haider ở phút 13, chỉ vài phút sau. Văn Thanh truyền bóng hỏng để Mohammad Ali đột nhập vào vòng cấm địa khiến thủ môn Nguyễn Philip có động tác như phạm lỗi. Trọng tài người UAE cho chủ nhà hưởng phạt đền, nhưng rất may Mohammad Ali sút bóng chệch cột. Cũng chính Văn Thanh bỏ qua cơ hội gỡ hòa trong hiệp 1 với pha đối mặt thủ môn Iraq, từ đường truyền như đạt của Đức Chiến lại sút ra ngoài. Giữa hiệp 2, Ali Yassin nhân đôi cách biệt trước khi Tuấn Hải gửi lại một bàn cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Emin Hussein đã ấn định 3-1 cho chủ nhà ở phút bù giờ thứ hai. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự tiếc nuối khi điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt tại Batra đã không ủng hộ cho trận đấu, khiến cầu thủ hai đội đều gặp khó khăn. Bên cạnh đó, trước khi trận đấu diễn ra, cục diện bảng F cũng đã an bài. Sau chiến thắng 2-0 của Indonesia trước Philippines nên cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng của các cầu thủ. Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn khẳng định sự quyết tâm và mục tiêu rất rõ ràng của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thực sự khát khao giành chiến thắng và chúng tôi đã bước vào trận đấu với đúng mục tiêu đó. Chúng tôi cố gắng hết sức để thắng và cũng đã chuẩn bị kỹ các phương án trước trận đấu. Nhưng chúng tôi đã không thành công trước một Iraq mạnh hơn. Chúng tôi có chút thất vọng. Và với việc không thể đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tham dự vòng loại thứ 3. ASEAN Cup 2027 để cạnh tranh vé tham dự vòng chung kết sẽ diễn ra tại Saudi Arabia. Vòng loại thứ 3, ASEAN Cup 2027 sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 3 năm 2025. Với sự tham dự của 24 đội tuyển và được vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm. 6 đội dẫn đầu tại các bảng sẽ giành quyền dự vòng chung kết ASEAN Cup 2027 cùng với 18 đội tuyển đã lọt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026, sở hữu vé vào thẳng. Sáng 12/6, đội tuyển Việt Nam lên đường trở về nước. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ dừng chân nối chuyến tại Doha, Qatar và dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 13 tháng 6. Các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục thi đấu tại giai đoạn còn lại của các giải chuyên nghiệp. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào các khung FIFA đầy tháng 9, 10, 11 để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ngọc Anh, dừng chân tại vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam vẫn mang lại tín hiệu vui. Tuyển Việt Nam chính thức khép lại vòng loại World Cup 2026 sau trận thua 1-3 trước tuyển Iraq. Dù không thể đi tiếp nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik đang cho thấy sự thay đổi và mang lại tín hiệu vui từ tuyển Việt Nam cho người hâm mộ. Bài học từ những thử thách. Trước khi lượt trận cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2026, tuyển Việt Nam vẫn còn những cơ hội đi tiếp về lý thuyết. Nếu thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể giành 3 điểm tại Iraq và tuyển Indonesia không thể giành chiến thắng trước tuyển Philippines. Xét một cách khách quan, ít người hâm mộ có thể tin vào kịch bản. Có lợi cho tuyển Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đặt mục tiêu cao cũng như có lợi thế hơn so với tuyển Philippines. Trong khi đó, tuyển Iraq được đánh giá cao hơn so với tuyển Việt Nam về mọi mặt. Không có phép màu nào xảy ra khi khép lại 90 phút của trận đấu giữa tuyển Indonesia và tuyển Philippines. Chiến thắng 2-0 trước đội khách giúp tuyển Indonesia lần đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Thậm chí, kết quả này khiến trận đấu của tuyển Việt Nam và tuyển Iraq chỉ mang tính chất thủ tục. Kết quả này là điều đã được dự báo trước và không khiến người hâm mộ bất ngờ. Nhìn lại trận đấu với tuyển Iraq, huấn luyện viên Kim Sang-sik còn quá nhiều điều phải làm với các học trò. Dường như tất cả những điểm yếu của tuyển Việt Nam đã bộc lộ, sự mất tập trung ở hàng phòng ngự và mắc những sai lầm đáng tiếc. Các pha bóng phòng ngự từ xa còn rất nhiều hạn chế. Cùng với đó, khả năng tranh chấp, những tình huống bứt tốc đều đuối hơn so với đủ. Rõ ràng, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn là tuyển Iraq khiến tuyển Việt Nam hiểu được vị trí của mình trong khu vực châu Á. Những điểm này huấn luyện viên Kim Sang-sik là người hiểu rõ nhất và phải cố gắng giúp các cầu thủ khắc phục trong thời gian tới. Nếu muốn đưa tuyển Việt Nam đến với những thành tích cao ở các giải đấu tiếp theo,
Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận, việc phải di chuyển với quãng đường dài đến Iraq khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn, trong đó thích nghi với thời tiết nắng nóng là thử thách lớn nhất. Cũng theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, trận đấu có những chi tiết chưa ổn trong lối chơi của tuyển Việt Nam và sẽ cố gắng hoàn thiện trong tương lai. Khi bước vào sân thi đấu, toàn bộ cầu thủ đều đã cố gắng và cống hiến hết mình. Việc để thua 1-3 khiến toàn đội đều cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, các cầu thủ tuyển Việt Nam thực sự khát khao giành chiến thắng và bước vào trận đấu với đúng mục tiêu đó. Toàn đội đã cố gắng hết sức để có thể thắng và cũng đã chuẩn bị kỹ các phương án trước trận đấu nhưng không thành công trước một Iraq mạnh hơn. Dù có chút thất vọng nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói. Việc không thể đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tham dự vòng loại thứ 3. ASEAN Cup 2027 để cạnh tranh vé tham dự vòng chung kết sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Tương lai chờ huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trận đấu với tuyển Iraq mới chỉ là trận thứ 2 huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam hơn 1 tháng, có hơn 1 tuần để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Thành tích thắng 1, thua 1 chưa thể nói lên nhiều điều, khi chiến thắng khá vất vả trước tuyển Philippines và thua tâm phục khẩu phục trước sức mạnh của tuyển Iraq. Với một đội bóng thua trận, sẽ chẳng người hâm mộ nào cảm thấy vui vẻ. Thậm chí, ít người có thể nghĩ ngay đến viễn cảnh tươi sáng hay một tương lai thành công rực rỡ của tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, trải qua diễn biến của hai trận đấu vừa qua phần nào cho thấy tín hiệu lạc quan cho tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Trong trận đấu với tuyển Iraq, ngoài khoảng thời gian đầu các cầu thủ Iraq thi đấu lấn lướt thì nhìn chung tuyển Việt Nam đã chơi hợp lý với trình độ hiện có của các cầu thủ. Việc triển khai lối chơi có những điểm sáng bằng các tình huống phối hợp tốt với ý đồ tấn công rõ ràng, điều đáng tiếc chỉ thiếu chính xác ở khâu dứt điểm. Thậm chí, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những thử nghiệm táo bạo ở phút cuối trận bằng việc triển khai bóng dài, tấn công trực diện hơn về khung thành đối thủ. Những màn thử nghiệm chỉ mang tính chất tương đối nhưng phần nào mang thành quả với bàn thắng rút ngắn tỷ số từ cú sút đẹp mắt của Tuấn Hải. Cùng với đó, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam thể hiện bằng sự quyết tâm, không bỏ cuộc tạo nên phần nào yên tâm và sự tin tưởng cho người hâm mộ. Khép lại hành trình tại vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam sẽ hướng tới các mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại thứ 3. ASEAN Cup 2027 cũng như ASEAN Cup 2024. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào các khung FIFA đầy tháng 9, 10, 11 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Ngoài ra, vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027 sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 3 năm 2025, với sự tham dự của 24 đội tuyển và được vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm. 6 đội dẫn đầu tại các bảng sẽ giành quyền dự vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Cùng với 18 đội tuyển đã lọt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 được sở hữu vé vào thẳng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết sức trước đối thủ mạnh Iraq. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu gặp đội tuyển Iraq, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, đội tuyển Việt Nam có quyết tâm và mục tiêu rõ ràng trước khi bước vào lượt trận cuối. Đội tuyển Việt Nam đã để thua 1-3 trong chuyến đến làm khách trên sân Iraq tại lượt trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận định, trước khi trận đấu diễn ra, cục diện bảng F cũng được quyết định sau khi Indonesia giành chiến thắng 2-0 trước Philippines. Điều này tạo ra ảnh hưởng nhất định đến tâm trạng của các cầu thủ. Dù vậy, toàn đội đều có sự quyết tâm và mục tiêu rất rõ ràng. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thực sự khát khao giành chiến thắng và chúng tôi đã bước vào trận đấu với đúng mục tiêu đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể thắng và cũng đã chuẩn bị kỹ các phương án trước trận đấu. Nhưng chúng tôi đã không thành công trước một Iraq mạnh hơn. Các cầu thủ có chút thất vọng, nhưng toàn đội cũng đã cố gắng hết sức, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói. Như vậy, với việc không thể đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tham dự vòng loại thứ 3. ASEAN Cup 2027 để cạnh tranh vé tham dự vòng chung kết sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027 sẽ bắt đầu khởi tranh từ tháng 3 năm 2025 với sự tham dự của 24 đội tuyển. Các đội sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm. 6 đội dẫn đầu tại các bảng sẽ giành quyền dự vòng chung kết ASEAN Cup 2027 cùng với 18 đội tuyển trước đó đã giành vé vào thẳng. Khi lọt vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026, sáng nay, ngày 12 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về nước và dự kiến sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 13 tháng 6. Các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ chủ quản để tiếp tục thi đấu tại giai đoạn còn lại của các giải chuyên nghiệp. Đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào các khung FIFA đầy tháng 9, 10,
11 để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Huấn luyện viên Kim Sang Sik nói gì khi tuyển Việt Nam thua Iraq? Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng, dù đội tuyển Việt Nam hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhưng các học trò của ông vẫn thể hiện tinh thần tốt khi thua Iraq 1-3. Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ sự tiếc nuối khi điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt tại Basra không ủng hộ cầu thủ hai đội. Riêng các cầu thủ Việt Nam, dù biết đã bị loại, vẫn chơi nỗ lực trước đối thủ vượt trội về mọi mặt. Các cầu thủ Việt Nam thực sự khát khao giành chiến thắng và chúng tôi đã bước vào trận đấu với mục tiêu đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể và cũng đã chuẩn bị kỹ các phương án trước trận đấu. Nhưng chúng tôi đã không thành công trước một Iraq mạnh hơn. Chúng tôi có chút thất vọng, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, huấn luyện viên Kim Sang Sik nói. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam không được vào thẳng ASEAN Cup như cách đây 4 năm, mà phải tham dự vòng loại theo quy định của FIFA. Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia là đội tuyển duy nhất đoạt vé dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và cũng có vé chính thức tham dự ASEAN Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam cùng 9 đội tuyển còn lại là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar, Philippines, Lào, Campuchia, Brunei và Timor-Leste phải dự vòng loại ASEAN Cup 2027. Vòng loại này có sự góp mặt của 24 đội, được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các bảng đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà, sân khách, diễn ra từ ngày 25 tháng 3 năm 2025 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. 6 đội đứng đầu các bảng đấu sẽ giành 6 tấm vé vớt tham dự vòng bảng ASEAN Cup 2027. Sáng nay, ngày 12 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Cũng giống như chiều đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ quá cảnh tại Doha, Qatar và dự kiến có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 13 tháng 6. Huấn luyện viên Kim Sang Sik ngợi khen học trò sau trận thua Iraq. Huấn luyện viên Kim Sang Sik đánh giá cao sự nỗ lực của các học trò trong trận thua chủ nhà Iraq. Rạng sáng ngày 12 tháng 6, tuyển Việt Nam đã để thua 1-3 trên sân Iraq. Tại lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, qua đó tiếp tục xếp ở thứ 3 bảng đấu và chính thức bị loại. Sau 6 trận, Rồng Vàng có được 6 điểm, ghi 6 bàn và thủng lưới 10 lần trong khi Indonesia đi tiếp với ngôi nhì bảng F xếp sau Iraq. Các bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Hussein Ali phút thứ 12, Jasim phút thứ 71, Hussein 90+2. Bàn thắng duy nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu này được ghi bởi tiền đạo Tuấn Hải. Sau trận đấu, trong phòng họp báo, huấn luyện viên Kim Sang Sik chia sẻ, như tôi đã đề cập, thời tiết ở Iraq rất nóng. Đội tuyển Việt Nam phải rất nỗ lực đương đầu với điều kiện tại đây. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cố gắng hết sức, làm tất cả những gì có thể ở trận đấu này. Họ đã chơi tận hiến. Ở màn so tài nói trên, dù bị dẫn trước 2 bàn nhưng tuyển Việt Nam không hề bỏ cuộc và tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Ông Kim Sang Sik cũng nhắc lại từ tận hiến thêm 2 lần để nữa để nói về sự nỗ lực của các học trò. Các cầu thủ tuyển Việt Nam thực sự đã thi đấu để tìm kiếm chiến thắng. Họ luôn chơi với tinh thần tận hiến. Chúng tôi thất vọng với kết quả như vậy. Cả đội có đôi chút mệt mỏi vì lịch trình di chuyển và các trận đấu. Tuy nhiên tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tuyển Việt Nam đã cố hết mình và đã tận hiến, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định. Tuyển Việt Nam tan hy vọng trước trận Iraq, tiết điểm số đánh rơi thời trao xưa. Đội tuyển Việt Nam rơi vào tình thế khó khăn tại vòng loại World Cup 2026 bởi những lần mất điểm dưới thời huấn luyện viên Philip Chaucer. Tối ngày 11 tháng 6, kịch bản nhiều người không mong đợi đã xảy ra. Việt Nam chưa kịp ra sân thi đấu với Iraq ở lượt trận cuối cùng thì biết tin bị loại. Indonesia đánh bại Philippines 2-0 và giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thực tế, tất cả hiểu rằng cánh cửa đi tiếp gần như khép lại với đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn thảm họa trước Indonesia trên sân Mỹ Đình. Tình thế khó cứu vãn. Kết quả ở lượt trận thứ 5 vô tình thắp lên hy vọng cho người hâm mộ Việt Nam. Thầy trò ông Kim Sang Sik thắng Philippines còn Indonesia thua Iraq. Khoảng cách chỉ một điểm và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết. Quan sát trận thua của Indonesia trước Iraq, không khó khăn để nhận định rằng cơ hội cho Philippines làm nên bất ngờ rất nhỏ. Khi ông Kim Sang Sik bắt đầu nhiệm vụ của mình, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, kém Indonesia 4 điểm trên bảng xếp hạng bảng F. Việc đội tuyển Việt Nam phung phí điểm số dưới thời ông Chaucer là nguyên nhân chính khiến tình thế trở nên khó khăn. Ở cả hai lượt trận Việt Nam đấu Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo vẫn chưa đạt sức mạnh như thời điểm hiện tại. Marcelino Ferdinand, Wynton Sullivan vẫn sắm vai chính. Mối liên kết giữa các ngôi sao nhập tịch vẫn còn rất mờ nhạt. Thực tế, đội tuyển Việt Nam tự thua hơn là đối thủ xuất sắc. Trong 90 phút lượt về, những đôi chân như đeo chì khiến tuyển Việt Nam càng đá càng dở.
Nên nhớ rằng, Indonesia liên tiếp phải bổ sung cầu thủ từ quê nhà sang Việt Nam vì lực lượng sức mẻ. Nhưng việc ông Trossier quá tin tưởng một số tài năng trẻ khiến đội tuyển Việt Nam dễ dàng vỡ vụn. Nhiều quyết định nhân sự sai lầm của nhà cầm quân người Pháp được nhắc lại khiến ông mất việc sau đó ít giờ đồng hồ. Bóng đá không có từ giá như đội tuyển Việt Nam có thể giành một điểm trong hai lượt trận trước Indonesia, mọi thứ sẽ rất khác. Ít nhất, sau lượt trận thứ 4, đội tuyển Việt Nam với 4 điểm cũng chỉ kém đối thủ trực tiếp một điểm mà thôi. Áp lực sẽ dồn ngược về phía Indonesia chứ không phải Quang Hải và đồng đội. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Philippines và Iraq mới chỉ dừng ở mức tích cực hơn những ngày tháng cuối cùng của triều đại ông Trossier cầm quyền. Nhiều trụ cột như Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải sa sút không phanh. Các cầu thủ trẻ lại không thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn thực tế. Có điều, đội tuyển quốc gia không phải nơi để thử nghiệm vô tội vạ. Hai trận đấu gặp Philippines và Iraq nói lên nhiều điều. Khối lượng công việc rất lớn đang chờ ông Kim Sang Sik giải quyết. Đội tuyển Việt Nam vẫn phải tiến bước. Đội tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn sa sút sau chu kỳ thành công. Huấn luyện viên Kim Sang Sik có nhiệm vụ rút ngắn khoảng thời gian này và đưa đội tuyển Việt Nam trở lại với chu trình tiến bộ. Tuy nhiên, ông Kim Sang Sik không phải phù thủy. Sẽ cần rất nhiều thời gian để nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm ra bộ khung lý tưởng cho riêng mình. Đó sẽ là những cá nhân phù hợp với triết lý bóng đá mà ông Kim Sang Sik xây dựng. Cuối cùng, hệ thống ấy phải biết cách tạo ra chiến thắng thay vì chỉ thất bại và biện minh.